What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì như các bạn đã thấy ở trên bàn đây của mình, đây là con EK387RGB, một con bàn phím của thằng Idora. Và cái con này thì có thể cho chúng ta mod được cái cây bên ngoài thành rất là nhiều màu. Và chúng ta cũng có thể thay keycap cho nó đồng bộ. Ví dụ như đây là mình đã thay thành bộ keycap màu trắng đen với lại màu đỏ kết hợp. À, với lại thay luôn cả cái cây màu đỏ nhìn rất là sang chảnh như thế này. Đồng thời là cái nút keycap sao vàng phiên bản mới EK387 này nó có tặng kèm nữa. Thì nhìn nó rất là cool ngầu. Tuy nhiên thì cái bộ này thì nó lại không có hỗ trợ xuyên LED. Và rất là nhiều bạn yêu cầu mình thử thay con EK này với lại bộ bút đinh. Thì hôm nay mình sẽ thay toàn bộ cái này sang một cái bộ bút đinh màu trắng nhé. Do bút đinh màu đen thì mình đã có review rồi. Ok, let's go. Đầu tiên thì chúng ta phải có đầy đủ các cái dụng cụ và phải thay một cái cây của nó phải là cây màu trắng. Và chúng ta sẽ có một cái bộ bút đinh màu trắng nữa. Cái này, đây. Đó, bây giờ mình sẽ thay cái cây ra trước nha. Rồi mình để mình gỡ phím ra đã. Đó, thì như các bạn biết đấy thì thay cái cây này nó cũng khá là dễ dàng. Như mình đã từng nói từ các cái video lần trước rồi. Chúng ta chỉ cần cậy. Đằng sau này nó sẽ có những cái khớp. Chúng ta cậy những cái khớp đó ra. Đó, cả phía đằng trước nữa. Nó sẽ có những cái khớp ở đây. Chúng ta có thể dễ dàng, nếu mà bạn nào có móng tay ấy, thì chúng ta cũng có thể cậy ra được luôn. Hoặc là các bạn có thể dùng cái thẻ ngân hàng, ATM. Bất kỳ cái thẻ nào nó cứ cứng một xíu là được. Khá là dễ. Đó, như vậy là mình đã gỡ được cái cây của nó ra rồi. Như các bạn để ý thì cái con EK387 này phiên bản mới thì cái play của nó sẽ là màu trắng, cho nên khi các bạn lắp cái cây màu trắng vào thì nó cũng sẽ vô cùng hợp. Tuy nhiên mình sẽ không lắp vội mà chúng ta sẽ phải gỡ keycap ra đã. Để như này thì chúng ta sẽ gỡ keycap dễ dàng hơn. Tất nhiên mình phải chuẩn bị một cái nhổ keycap như thế này. Đối với những cái keycap mà nó dễ dàng nhổ như cái hàng ở trên này thì chúng ta dùng tay nhổ cũng được. Còn những keycap mà nó sát nhau như thế này thì chúng ta nên dùng nhổ keycap cho dễ. Ok, như vậy là mình đã gỡ xong hết keycap của con này đã rồi. Bây giờ mình sẽ thay cái cover vào trước nhé. Thì cái cover này nó cũng khá là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần cho đúng vào vị trí rồi ấn xuống là được. Ấn làm sao cho các cái khớp nó vào lại như cũ. Khi bạn ấn mà nghe cái tắt là chứng tỏ nó đã vào được rồi đó. Đấy. Rất là dễ. Xong, như vậy là chúng ta đã thay được cái cover rồi. Chúng ta đã nhìn thấy một cái bàn phím EK387 toàn màu trắng thôi. Bây giờ mình sẽ thay cái bộ keycap bút đinh này vào nhé.
Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap pudding vào trong con bàn phím rồi. Thì các bạn để ý là cái con pudding này thì nó màu trắng, thì cái phần ở trên của nó cũng màu trắng luôn. À, nhưng mà phần cái phía dưới của nó sẽ là màu đục đục dần để cho led nó xuyên qua. Đó, ở phần phía dưới nó cũng giống như bộ kia nhưng mà ở trên nó sẽ là màu trắng thì nó sẽ không có xuyên led được. Rồi các bạn thấy là khi mình lắp vào thì nó cũng không có thay đổi gì nhiều so với lại cái phiên bản màu trắng. Tuy nhiên thì cái đẹp ở đây chính là cái hệ thống đèn LED RGB. Sau khi mà mình cắm vào thì nó sẽ sáng lên rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cùng cho các bạn xem nha. À, như các bạn đã thấy thì sau khi lên đèn LED thì cái chân của cái cáp nó sẽ lộ LED ra. Đó, LED nó sẽ tỏa phía dưới. Nó cực kỳ là đẹp luôn. Riêng với cái phiên bản màu trắng này thì mình thấy nó cực kỳ hợp với con này. Tại vì cái play của nó đã được thay thế bằng màu trắng rồi. Và LED nó tỏa ra rất là đều. Nếu như mà các bạn xem video mà thấy nó hơi giật giật thì là do cái camera nó quay. Chứ còn ở ngoài thì thực sự là LED của nó đi rất là mượt nha các bạn. Và chất liệu của cái keycap này sẽ là keycap PPT. Cho nên là cái cảm giác sờ cũng như là cảm giác gõ nó cũng sẽ tốt hơn là cái keycap gốc. Nếu như mà các bạn là thích màu trắng và cũng như là ưa đèn LED RGB thì đây có lẽ là một cái bộ mod mà không thể bỏ qua dành cho em MK387 RGB này. Và tất nhiên thì khi mà mod như này thì chúng ta sẽ phải thêm một số tiền kha khá cho bộ keycap cũng như là cái cây. Nếu như các bạn muốn mua hai cái sản phẩm này thì mình có để link ở phía dưới phần mô tả nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các cái chế độ đèn LED sau khi thay lên cho con này nha.